Ơi có hàng, có hàng luôn, có hàng nha mọi người. Đây đây, ôi quá tuyệt. Hello, chờ được hôm nay gọi là chào đến tất cả cô chú bác toàn thể anh chị và các đồng nghiệp nha. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, bình an, may mắn nha. Hồi nãy được đi thăm ở trên đây nha bạn, thăm cái bãi trên đây mất không còn một cái nào luôn. Thì đây là hai cái đường các bạn, trên này một đường à. Giờ mình phải đi đi ngược chiều dưới đây một đường. Đó, cái đường dưới đây thì còn dưới đây khoảng 11 cái, bên trên bốn cái mất sạch luôn. Không biết đây có hay không thì được quay đại nha bạn. Thì bữa nói chung mất thì được không quay đâu, hôm nay thôi mình quay đại luôn. Không biết có hay không thì hành trình hôm nay thì cô chú bác và anh chị em xem video được ủng hộ được nha, like cho được nha. Lúc này nhái nó cũng ít quá. Đó, mọi người coi nè, trong cái mấy cái cống này da rắn đầy luôn nha. Mọi người thấy da rắn không? Mà cho nó tối quá chắc mọi người thấy nè. Lấy ra ngoài cho mọi người coi nha. Rắn nó thay da trong mấy cái cống này đầy luôn. Ở đây rắn rất là nhiều luôn. Anh đi đâu cũng da rắn nha. Chỗ nào cũng có da rắn hết. Cái khu này hang rắn lên luôn, rắn nó được quay cho mọi người coi. Để đánh đây đánh theo mấy cái hang rắn á. Mình đi nha. Chỗ này là cái con suối nha, con suối cái mùa nắng ấy, cái mùa mưa tháng này nắng là đầu là khô, rất là khô cằn luôn. Được đánh trong đèn cái này. Có này. Rồi có hàng, có hàng luôn, có hàng nha mọi người. Đây đây, ôi ôi quá tuyệt vời luôn, khâu khai trương may mắn à. Ôi ôi ba cái không quá xuống một em đây, nói chung nó hơi khó đi mọi người thông cảm nha, tại nó rất là suối mà người ta phát cái cỏ xuống á, nó rất là rậm luôn. Nhưng mà dưới đây thì tháng này nắng á, đánh mấy cái gì cái chỗ này rắn nó phải núp, nó mát á. Vì là dưới đây nó rất là nhiều hang để nó ở á, mình nói chung đây mình đánh thì cái khả năng dính nó sẽ cao hơn. Đây cái này mọi người coi nè, đây hang động rồi, nó bao la luôn, nó thấy hang không? Hang mà nó giống đi láng không cái này, đánh ngay cái miền hang dưới nè. Rồi có hang luôn, nó dính không? Wow, hoàng nha bạn. Bữa nay nhái thì cũng rất là ít nha. Cái lùn này được đánh nhiều nhất. Từ ngày mai đó đi rất là được phải đánh ít là mỗi ngày tầm chừng chục cái bảy đống lùi vậy chứ không hơn được. Tại nhái giờ bắt không có luôn. Quá nắng. À. Mấy cái vùng mình ở đây bây giờ thì mọi người biết bây giờ đang thời điểm nó hạn hạn. Nhái thì tìm không ra, cực lắm. Khi nào có nhái nhiều rồi thì mới làm video dài được. Giờ nhái nó ít quá. Từ này phải đi từ từ. Tại cái bẫy này ở đây được đặt rồi, được không có đánh dấu. Đi dễ bị sót bẫy lắm. Đâu đây con cái đâu. Đây đây, đây cái nha. Này, đánh cái này vô trong cái hang luôn. Đó, trong đó là một cái hang dính luôn này không? Có hang không? Có hang. Đây. Ui. Quá đã luôn mọi người. Mừng lắm nha. Đi đi thăm có hàng là mừng lắm. Có gạo, có gạo. Có gạo. Video được đi quay nó có rung lắp, mọi người xem mọi người thông cảm nha. Bỏ qua cho được nha. Là video được có quảng cáo đó là cái kiếm thêm tiền xăng có được á. Mình cho nó mọi người xem rất là khó chịu. Mong mọi người thông cảm tha thứ cho được nha. Vô. Hàng đâu rồi? Cái mực này bảo đảm với mọi người luôn là dính hết. 100% dính. Mà giờ được đi không nhớ cái bẫy được đặt ở đâu. Đây, như đây không cãi nè. Dễ bị lạc bẫy lắm nha. Cái nằm đông trong cái cục rậm này. Đây, như đây. Hơi rậm nha mọi người. Đó. Ui, có hàng luôn. Đó nè, thấy chưa. Đó, ui. Ui. Ui, đã chưa. Ui, phơi. Có gạo nha. Có gạo. Wow. Có gạo. Ở trên kia mất hàng 4 cái luôn. Không hiểu nổi luôn. Mình gà mình giấu kỹ như vậy mà không biết sao mất luôn. Thấy được chứ. Gà như vậy mình không biết sao mà mất được. Gà kỹ lắm á. Rồi mình đi thăm rồi, tới mình đi mình còn lớn ngay lớn ngớ. Này mình đánh dưới cái bao nha mọi người. Nè mình lấy cái bao mình đẩy lên nha. Để có nha, để khui nha. Hui. Ui, có luôn. Có hàng luôn nha. Ui. Cái suối khô này quá sức căng. Ui. Wow, ui. Kịch liệt luôn. Ui. Ui, cái này một cặp nha. Cái này hai con, cũng hai con nha. Ui. Ghê thì trời. Dính 100% không à? Dính vậy xe mới phê ha, xe nó mới sướng. Đi thăm mà giống ngày xưa được đi quay mà đi thăm cứ chết chuột, chuột thúi, rồi dồi rồi. Ui, nói chung là ba cái thứ không có tốt đẹp gì á.
như vậy thì coi hay ho gì nữa. Bây giờ được làm cái video nó sạch sẽ hơn thì cũng mong mọi người hiểu và xem ủng hộ được nha. Đừng cái nha, ui coi có hàng luôn. Ở đây ngồi vô thấy con rắn này kìa, nó khoanh một cục luôn kìa, nó nằm dài ra tới cái đầu cái miệng đồng luôn nha. Nè nè, được dán dán cho mọi người coi nha. Đó, đi tới cái bẫy mà thấy vậy là may lắm mà. Đó, lật cho mọi người coi, đàn rắn này rất là đen nha, đen như cục lọ vậy á, mình quay vô không thấy. Lật lần cái nè, ui ghê chưa. Đó, lật đầu cái là thấy liền. Đâu, quá đã luôn mọi người. Trời ui, sướng chưa. Quá phê. Đây đang đi có không nghe. Đây cũng là hàng rắn luôn nè nha. Trong đây nè, hàng rắn luôn. Thấy dấu nó bò. Bò lên mà xuống mặt đất nè, chạy cái này luôn. Nãy dấu đi lắm tưng luôn. Bò lắm đứng. Ở đây đó nè. Ở đây hàng rắn nhiều lắm. Kính thưa các loại hàng rắn. Chỗ này đánh nào được quên nha. Từ từ nha. Ở đây có con cái nè, đây chỗ này đâu cái nào ta, đây là bên đây dạ, dưới cây vô trong cái quần đi không có được. Ôi có hàng, ủa con bự chà bá luôn, wow mạnh kia luôn, mạnh xà đái luôn, wow ôi quá sướng luôn nè. Ôi ngon, mặn rồi, hôm nay mặn rồi. Còn mấy cái nữa đây, ba cái nữa nha, ba bốn cái gì đó nó quên rồi nè, thấy không, hàng đầy luôn á, dưới này hàng đủ. Đâu đây, con cái nha, nằm đồng đây nè, cái dấu nó bò nè, láng hết trơn luôn nè, ủa dính luôn. Họ nó dấu bò nha, dấu nó bò nè, láng hết trên mấy cái bìa gò trên này luôn nè, thấy không, dính nè. Giúp chưa, wow ôi vui nha, quá đã mọi người ơi, vui qua thì bị thăm cái nào cũng dính được á, mình ngủ à, mình khủng khiếp luôn. Nhưng được còn ba cái nữa nha, mình còn ở đây cái rồi đi lên trên trên cái đám cây trên đây là hai cái. Ôi trời, cứng ngắc luôn. Ôi nó đang vô, nó thay da nè. Ôi trời ơi nè, bệnh xuống nái không, ngon nào đây ghê trời, quá đã luôn rồi. Ui dạ, giờ ta còn hai cái nha. Nay tính là 16, 17 cái á, mất hết chân, mới vô đầu mất chỗ quý giác luôn, ui dính luôn. Ồ cái này mới ghê nè, ui ha, ui một đống luôn, trời ui nè, dưới cái đám đó, đám cây nè, dưới bóng mát này không, nay mình đi dưới kia dưới suối nè, còn này là trên gò nè. Ồ trời, wow dính chóng mặt luôn á. Ui, cái vỏ nè. Ui, đó, ở đó rồi. Ui, dính nè. Nhiều đó. Còn cái nữa nha. Hôm nay nhiều quá nhưng mà tính ra là nãy trong kia không mất, mình nghĩ chắc cái nào dính mấy khu điểm mới nha. Điểm mới điểm mình chưa đánh bữa nào hết. Bữa nhờ mà, mình nó quay khu này. Ui, cái khúc, cái giai đoạn này là ít có nhái lắm nha mọi người. Nhái mình đi tìm không có. Khi nào mà tìm được nhiều nhái á, lúc đó mình lại là làm những cái video nó dài hơn, mọi người coi bây giờ ít nhái quá, được ít bẫy quá, thành được quay, có gì được quay đi, nhiều mọi người không cảm rồi, cái này đâu mất tiêu rồi. Ủa cái bẫy này mất rồi mọi người nè, đánh trong đây này nha, đánh ngay đây luôn nè, mất tiêu rồi. Ủa hóa ra là ở trên cái đám gừng cây này là bị người ta lấy hết, thì cứ đi ở dưới suối là nó mới còn bẫy được thôi nha. Thôi chắc video của được Đồng Nai xin kết thúc ở đây nha. Cảm ơn cô dì chú bác và thầy anh chị em đã xem hết video của Đồng Nai nha. Thì Đồng Nai nó rất là ít nhái, làm cái video nó hơi ngắn, mọi người xem mọi người thông cảm nha, nhưng mà được sẽ hứa là mọi ngày được sẽ ra video đều đặn để cho thoải mái hơn nha.
Nói chung được đi nó giờ được thở giống con chó, mọi người thông cảm nha. Đi mệt lắm nha mọi người. Thôi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Ủng hộ được một like, đăng ký kênh và nhấn cái chuông để nhận thông báo khi được video mới nha. Chào mọi người nha. Bye bye.